Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y thánh trên kênh TV Audio CV. Chương 44, cám ơn ngươi, bác sĩ. Các Đông Hút vốn không phải người thích tranh cãi đúng sai, thêm vào đó, Đường Dật Viễn dù sao cũng đã lớn tuổi và vừa rồi đã chủ động khám bệnh cho đứa trẻ, hiển nhiên cũng là người có lòng tốt. Vì vậy, khi Đường Dật Viễn nói rằng các Đông Hút chỉ đánh bậy đánh bạ, hắn cũng không phản bác, chỉ giả vờ không nghe thấy và mỉm cười nói với mẫu thân của đứa bé, "A di ngươi thử pha một chén sữa xem bảo bảo có muốn uống không đúng đúng ta sẽ pha ngay trả lời không phải là mẫu thân của đứa bé mà là bà nội bà thấy cháu mình đã khôi phục tinh thần thậm chí bệnh thở khò khè cũng dường như thuyên giảm liền vội vàng lấy bình sữa sữa bột và nước nóng từ trong bao ra bà nội hành động rất nhanh nhẹn rõ ràng thường ngày làm việc này không ít khi bà vừa pha xong sữa đứa bé liền ôm gấu tét đi bằng một tay tay còn lại với tới bình sữa miệng kêu, sữa. Sữa, thấy cháu mình chủ động muốn uống sữa, cả bà nội và mẫu thân của đứa trẻ đều thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn các đông hút, cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi nhắc nhở, còn không biết bảo bảo nhà ta sẽ còn phải chịu khổ bao nhiêu nữa, ha ha, không có gì, chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi. Các đông hút vội vàng khiêm tốn đáp lại. Vô tình, hắn lại nhắc lại chính xác lời đường giật viễn vừa nói, khiến sắc mặt của đường giật viễn trở nên lúc xanh lúc trắng, nhưng cũng không thể nói gì vì sự thật đã rành rành trước mắt. Dù sao, các đông hút đã chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ. Tuy nhiên, thực tế các đông hút không hề có ý muốn treo chọc đường giật viễn, hắn chỉ đơn thuần khiêm tốn. Nhìn thấy tình cảnh này, bà nội và mẫu thân của đứa trẻ cảm thấy khó xử, không biết nên nói gì thêm để giữ mặt mũi cho đường giật viễn. Không khí trở nên hơi lúng túng. Nhưng là người có tuổi, bà nội đứa trẻ nhanh chóng phá vỡ sự lúng túng bằng cách ho khan và nói với đường giật viễn thật xin lỗi ta lại bị bệnh cũ phát tác có thể phiền đường giáo sư xem qua cho ta không lời nói của bà nội cuối cùng cũng khiến đường giật viễn nở một nụ cười nói tây y coi thở khò khè là bệnh thông thường và khó chữa thường dùng thuốc kháng viêm kháng mẫn cảm và giải kinh để kiểm soát triệu chứng nhưng cách điều trị này chỉ là trị ngọn không trị gốc gây ra nhiều tác dụng phụ như buồn ngủ cao huyết áp tiểu đường và suy yếu xương cốt trái lại y học cổ truyền trị bệnh từ căn nguyên tuy chậm nhưng có thể ngăn ngừa tái phát đúng vậy đường giáo sư nói rất đúng ban đầu ta cũng đi khám tây y có hiệu quả nhưng không chữa khỏi hoàn toàn sau đó còn phải dựa vào thuốc vì dùng nhiều kích thích tố ta bị cao huyết áp và rất sợ hãi nên chuyển sang khám trung y nhưng hiệu quả không rõ rệt nên lần này ta định lên tỉnh thành xem chuyên gia gặp được đường giáo sư ngài bây giờ ngài nói vậy ta có thêm lòng tin Bà nội đứa trẻ gật đầu liên tục nói. Nghe vậy, sắc mặt đường giật viễn dần dịu lại, tiếp tục nói, thở khò khè là do phổi, tỳ và thận bị suy yếu. Bệnh tình thường do khí không lưu thông, dẫn đến các triệu chứng như khó thở và khò khè. Trị liệu chính là điều hòa khí thế đường giật viễn vừa bắt mạch, vừa nói chậm rãi, thi thoảng liếc nhìn các đông hút. Bà nội của đứa trẻ dường như hiểu ý đường giật viễn, nên ngôn ngữ cũng nhiều hơn chút, tiếp tục phụ hòa đến khi đường dật viễn nhận ra tâm thái của mình không đúng hắn không khỏi tự trào phúng nghĩ thầm mình đang nói nhiều làm gì chẳng lẽ lại muốn tranh chấp với một thiếu niên dù vậy đường dật viễn vẫn cho rằng các đông hút chỉ là may mắn gặp đúng trường hợp tương tự mà chữa khỏi cho đứa trẻ không thật sự giỏi về y thuật các đông hút cũng nhận ra tâm tư của đường dật viễn nhưng không tranh cãi hắn vốn không quan tâm đến danh tiếng tuy nhiên khi không muốn tìm danh tiếng đôi khi danh tiếng lại tự tìm đến trong lúc đường dật viễn đang khám bệnh cho bà nội bà đột nhiên ho kịch liệt đến mức cả người co quắp vô cùng thống khổ hóa ra vì lo lắng cho đứa trẻ và thời tiết thay đổi bệnh thở khò khè của bà đã trở nặng hơn trước nhưng vì quá lo lắng cho cháu bà đã kìm nén hiện tại khi cháu đã ổn sự căng thẳng giảm đi bệnh thở khò khè lại bùng phát mạnh mẽ thấy lão nhân khổ sở các đông hút không còn ngại ngừng vội vàng đứng dậy nói với mẫu thân đứa trẻ ngươi nhường qua một bên đi. Mẫu thân đứa trẻ, không còn chú ý, theo bản năng đứng dậy, ôm con nhường chỗ. Các đông hút nhanh chóng ngồi xuống cạnh bà nội, một tay nhẹ nhàng xoa huyệt định thở ở cổ, tay kia xoa nhẹ huyệt thiên đột ở ngực. Chỉ trong vài giây, hô hấp của bà nội liền chậm lại. Tình cảnh này khiến mẫu thân đứa trẻ và đường giật viễn đều sợ ngây người. Hô, cảm ơn ngươi, bác sĩ, ta cảm thấy tốt hơn rồi lão nhân thở dài nhẹ nhõm quay sang cảm ơn các đông hút lúc này bà đã gọi các đông hút là bác sĩ không còn gọi hắn là tiểu huynh đệ hay người thiếu niên nữa đến giờ bà đã hiểu rằng vị trẻ tuổi trước mắt này thật sự là một bác sĩ y thuật cao minh không có gì bà nội vừa rồi ta chỉ giúp ngươi hóa giải một chút vì xe lửa chưa đến ngươi ngồi thẳng ta sẽ giúp ngươi xoa bóp thêm vài huyệt vị để triệt để hóa giải bệnh các đông hút mỉm cười nói thật cảm ơn ngươi bác sĩ ngươi không biết bệnh thở khò khè này phát tác lên thực sự khó chịu lắm lão nhân vội vàng ngồi thẳng cảm kích nói quá cảm ơn ngươi bác sĩ mẫu thân đứa trẻ cũng vội vàng cảm ơn đường dật viễn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn các đông hút sắc mặt có chút lúng túng hiện tại hắn đã nhận ra thiếu niên này không hề đơn giản, thực sự có tài năng. Dù vậy, đường giật viễn, với kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề y và là một giáo sư chuyên gia, vẫn chưa cho rằng y thuật của các đông hút vượt qua mình, vì hắn chỉ mới 16-17 tuổi mà thôi. Sau khi lão nhân ngồi thẳng, các đông hút không chần chừ, nhanh chóng và chuẩn xác kích hoạt các huyệt vị như phế du, tỳ du, thận du, cùng các huyệt thiên đột và định thở, lần lượt xoa bóp và gõ nhẹ. Sau khoảng 5 đến 6 phút, khi trên trán các đông hút đã ẩn ẩn có mồ hôi ngực lão nhân bỗng chốc rồi sụp dữ dội gương mặt dần trở nên hồng hào hơn bà vội lấy khăn giấy che miệng và ho mạnh đẩy ra một cục đờm đặt khi cục đờm đặt được ho ra lão nhân cảm thấy nhẹ nhõm vẻ mặt đầy sự thoải mái như người đi giữa trời nắng gắt mà uống được một ngụm nước mát bà thốt lên thật thoải mái đã lâu rồi ta mới cảm thấy dễ chịu như thế này nhìn thấy vẻ mặt thư thái của lão nhân đường dật viễn không khỏi chấn động hắn không kịp chào hỏi, liền vội vã nắm lấy cổ tay của bà để bắt mạch. Một khi cảm nhận được mạch đập, đường giật viễn càng thêm kinh ngạc. Trước đó, mạch của lão nhân rất rõ ràng là mạch dây cung, một dấu hiệu của thở khò khè. Nhưng bây giờ, mạch tượng đã cải thiện nhiều, trở nên điều hòa và ổn định, không chìm không nổi, không nhỏ không lớn, đây là dấu hiệu của một mạch tượng bình thường. Hắn không thể hiểu được làm sao mà chỉ với mấy động tác xoa bóp huyệt vị của thiếu niên, tình trạng thở khò khè của lão nhân đã có dấu hiệu phục hồi điều này thật sự quá kỳ diệu đường dật viễn không biết rằng những động tác xoa bóp mà các đông hút vừa thực hiện tuy nhìn đơn giản nhưng lại sử dụng một thủ pháp cổ xưa đã thất truyền kết hợp với việc truyền chân khí vào trong quá trình chính vì điều này mà chỉ trong vài phút các đông hút đã mồ hôi nhễ nhại hiệu quả của phương pháp này thật sự là thần kỳ các đông hút dù còn trẻ chỉ muốn chữa trị thở khò khè cho lão nhân mà không hề nghĩ đến việc làm như vậy sẽ quá mức kinh động. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đường giật viễn, hắn mới nhận ra rằng mình đã biểu hiện quá mức. Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn để che giấu, nên hắn đành làm như không để ý đến sự ngạc nhiên của đường giật viễn, mỉm cười nói với lão nhân, ngươi hiện tại chỉ tạm thời tốt hơn, cần kiên trì uống thuốc trung y một thời gian để triệt để loại bỏ bệnh thở khò khè. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc, uống trong hai tuần lễ là có thể triệt để chữa trị. Tin tưởng, đương nhiên là tin tưởng. Cám ơn ngươi, bác sĩ. Lão nhân vội vàng gật đầu, chỉ sợ rằng các đông hút sẽ đổi ý thấy lão nhân gật đầu nhiệt tình như vậy, đường Dật viễn không tránh khỏi cảm thấy lúng túng, nhưng sự ngưỡng mộ đối với y thuật của các đông hút trong lòng hắn vẫn chiếm ưu thế. Biết rằng lão nhân đã hoàn toàn tin tưởng mình, các đông hút liền lấy bút giấy từ trong túi sách ra và nhanh chóng viết một đơn thuốc, sau đó đưa cho lão nhân ngươi hãy lấy thuốc theo đơn này và uống trong hai tuần lễ khi lão nhân nhận đơn thuốc đừng giật viễn do dự một chút ngượng ngùng nói tiểu huynh đệ ta có thể xem qua đơn thuốc của ngươi được không làm sao sợ ta viết sai đơn thuốc làm hại bệnh tình của lão nhân sao các đông hút nhướng mày hỏi không phải không phải tiểu huynh đệ đã chứng tỏ y thuật của mình ta thật sự khâm phục ta chỉ là hiếu kỳ muốn học hỏi thêm từ đơn thuốc của ngươi đường dật viễn vội vàng giải thích mặt hơi đỏ lên hắn muốn xem đơn thuốc không chỉ vì hiếu kỳ mà còn có một chút hoài nghi luôn muốn tìm xem có điều gì không đúng lão nhân lúc này đã không để ý đến mặt mũi của đường dật viễn mà chuyển ánh mắt sang các đông hút chờ đợi sự đồng ý của hắn vậy ngươi xem một chút đi cũng không có gì ghê gớm cả các đông hút thản nhiên nói lão nhân nghe vậy mới đưa đơn thuốc cho đường giật viễn. Khi đường giật viễn nhận lấy và nhìn vào, hắn chưa kịp xem kỹ nội dung đã bị chữ viết rồng bay phượng múa của các đông hút làm cho choáng ngợp, không khỏi bật thốt lên, chữ đẹp quá, sau đó, đường giật viễn cẩn thận xem qua đơn thuốc, đương quy, thuộc địa hoàng, trần bì, bán hạ, phục linh, cam thảo, khi xem xong, hắn suy nghĩ kỹ lưỡng, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, đứng dậy cúi đầu ôm quyền nói với các đông hút, vừa nãy ta đã mạo phạm, Kính xin tiểu tiên sinh đừng trách, hóa ra sau khi so. Sánh đơn thuốc của các đông hút với đơn thuốc mà hắn đã dự định kê cho lão nhân, đường giật viễn nhận ra rằng đơn thuốc của các đông hút còn tốt hơn một bậc. Hắn biết mình không thể bới mốc điều gì, nhận ra rằng dù các đông hút có thể không có kiến thức toàn diện về trung y như hắn, nhưng trong việc điều trị thở khò khè và bệnh tật của trẻ nhỏ, các đông hút chắc chắn vượt trội hơn. Thấy đường giật viễn, một giáo sư đại học và chuyên gia trung y, lớn tuổi hơn mình rất nhiều, lại cúi đầu xin lỗi mình, các đông hút cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng đáp lễ, ha ha, không sao, ta còn trẻ, người hiểu lầm cũng là bình thường. Hơn nữa, ta chỉ giỏi một vài phương pháp thôi. Nghe các đông hút khiêm tốn nói mình chỉ biết một vài phương pháp, đường giật viễn ngầm thở vào nhẹ nhõm. Nếu các đông hút trẻ tuổi mà có thể chữa trị mọi loại bệnh, chẳng phải sẽ khiến hắn, một chuyên gia y học Trung Hoa lâu năm, trở nên vô năng sao, Tuy nhiên, đường giật viễn cũng biết rằng chỉ cần với một tay nghề như vừa rồi, các đông hút đã đủ để gia nhập hàng ngũ danh y của tỉnh Giang Nam. Vì vậy, dù thở vào nhẹ nhõm, hắn cũng không hề có ý xem thường các đông hút, vội vàng hỏi, vậy tiểu tiên sinh học trò của vị danh y nào, sư phụ ta đã qua đời, cả đời không muốn danh tiếng, xin ngươi thông cảm, ta không tiện tiết lộ. Các đông hút do dự một chút rồi đáp. Sư phụ của các đông hút vốn là người có kỳ thuật, nhưng vì chấn thương não mà mắc chứng mất trí nhớ trước khi qua đời hắn đã nhắc nhở các đông hút rằng trước khi tu vi của hắn vượt qua cảnh giới của sư phụ tốt nhất đừng dễ dàng nhắc đến tên sư phụ để tránh trước lấy những phiền phức không cần thiết trước đây các đông hút không hiểu nhưng khi trưởng thành hắn dần dần hiểu ra rằng sư phụ lo lắng rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm vì sở hữu những năng lực đặc biệt mà không đủ khả năng tự bảo vệ mình trung y có một lịch sử lâu đời từ xưa đến nay trong giới trung y luôn có những nhân tài ẩn cư nơi núi rừng, không muốn danh tiếng, không muốn bị quấy rầy. Đường giật viễn cũng biết một chút về điều này, nên khi nghe các đông hút nói vậy, hắn không còn ngạc nhiên về y thuật thần kỳ của hắn. Tuy nhiên, khi nghe rằng sư phụ của các đông hút đã qua đời, đường giật viễn không khỏi cảm thấy thất vọng, vì hắn từng hy vọng có thể bái kiến vị danh y này. Nếu vậy, ta xin phép không mạo phạm tiểu tiên sinh nữa. Đường giật viễn, sau khi biết các đông húc là đệ tử của một vị kỳ y lánh đời và không muốn nhắc đến sư phụ liền tôn trọng ý nguyện của hắn không hỏi thêm gì nữa ta tên là các đông húc đường giáo sư cứ gọi tên ta là được các đông húc không quen việc bị một giáo sư gọi là tiểu tiên sinh nên nói rõ ra được rồi ta sẽ gọi ngươi là đông húc đây là danh thiếp của ta sau này nếu có chuyện gì ngươi có thể tìm đến ta Đường giật viễn gật đầu và lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho các đông hút. Cảm tạ. Các đông hút nhận danh thiếp, cảm ơn rồi nhìn qua vài lần. Trên danh thiếp có nhiều danh hiệu như Giáo sư Trung y Đại học Giang Nam, Đạo sư Tiến sĩ, Chuyên gia chữa bệnh của tỉnh Giang Nam, Ủy viên Chính hiệp tỉnh Giang Nam, và nhiều danh hiệu khác. Các đông hút, còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, không nhận ra rằng danh hiệu, chuyên gia chữa bệnh của tỉnh Giang Nam, có phân lượng lớn nhất được liệt vào danh sách này đồng nghĩa với việc là một trong những bác sĩ hàng đầu của tỉnh, một danh hiệu chỉ có vài người trong toàn tỉnh Giang Nam. Ngược lại, danh hiệu giáo sư đại học hay đạo sư tiến sĩ có thể gặp nhiều hơn. Dưới cái nhìn của hắn, giáo sư đại học và đạo sư tiến sĩ dường như uy tín hơn, vì vậy khi nhìn thấy những danh hiệu này, các đông hút cảm thấy đường giáo sư trước mắt vẫn rất đáng kính, lại còn là bác sĩ nữa. Điều này đặc biệt ấn tượng với hắn, một học sinh cấp 3 không biết đông hút ngươi ở đâu. Nếu có chuyện gì thì làm sao để tìm ngươi? Đường giật viễn hỏi, hy vọng có thể kết giao với các đông hút để nhờ hắn giúp đỡ khi cần thiết. Đặc biệt, đường giật viễn cảm thấy rằng trong việc trị liệu thở khò khè, các đông hút có thể là một chuyên gia hàng đầu, không chỉ ở Giang Nam mà có lẽ trên toàn thế giới. Ta ở thành phố Ôn Châu. Các đông hút trả lời ngắn gọn mà không cung cấp thêm chi tiết đường dật viễn nhận thấy các đông hút không muốn tiết lộ phương thức liên lạc cụ thể nên không hỏi thêm hắn hiểu rằng các đông hút có lẽ muốn giữ lối sống ẩn sĩ không muốn bị quấy rầy khi các đông hút không muốn nói rõ thêm đường dật viễn chuyển sang trò chuyện về trung y phần lớn cuộc trò chuyện là đường dật viễn hỏi còn các đông hút trả lời ban đầu đường dật viễn chỉ hỏi những kiến thức và ca bệnh thường gặp trong trung y nhưng thấy các đông hút trả lời dễ dàng hắn bắt đầu đề cập đến những ca bệnh nghi nan mà hắn đã tự hào chữa trị trong suốt sự nghiệp của mình nhằm thử thách các đông hút tuy nhiên đường dật viễn không ngờ rằng các đông hút vẫn trả lời những câu hỏi đó một cách dễ dàng như thể những bệnh tật nghiêm trọng đó chỉ là cảm mạo thông thường đường dật viễn không tin tưởng hoàn toàn đang chuẩn bị đặt thêm vài câu hỏi khó hơn thì xe lửa đã đến ga tỉnh thành lâm châu khi thấy tàu dừng lại các đông hút lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi trong khi mẹ và bà nội của đứa trẻ cũng đứng dậy theo cảm ơn các đông hút bác sĩ các cảm ơn ngươi rất nhiều đây là một chút tấm lòng của chúng ta mong ngươi nhận lấy nói rồi họ cầm một phong bì tiền và muốn nhét vào túi của các đông hút hóa ra họ đã chuẩn bị phong bì này từ trước chỉ vì lo rằng các đông hút sẽ không nhận trên tàu nên đợi đến khi tàu dừng mới đưa cho hắn không cần không cần đây là trách nhiệm của ta các đông hút vội vàng từ chối khi các đông hút đang đẩy lại phong bì đường dật viễn cảm thấy không tiện hỏi thêm về các ca bệnh nghi nan sau một hồi đẩy qua đẩy lại thấy hai người phụ nữ kiên quyết các đông hút không thể làm gì khác hơn là chọn cách rút lui hắn vội vã rời đi bất chấp tiếng gọi từ phía sau đường dật viễn không ngờ các đông hút lại đi nhanh như vậy khi nhận ra cần tiếp tục thảo luận với hắn thì đã quá muộn các đông hút đã xuống tàu và biến mất trong dòng người đông đúc. Thật là đáng tiếc. Đường giật viễn không khỏi tiếc núi, không biết là tiếc vì không thể tiếp tục tranh luận, hay vì đã mất cơ hội học hỏi từ các đông hút, hoặc cả hai. Các đông hút, sau khi rời nhà ga, đứng trước lối đi bộ tấp nập, nhìn những tòa nhà cao tầng chọc trời, cảm thấy như một người nhà quê lần đầu vào thành phố, mắt không kịp nhìn hết, lòng dạ không khỏi có chút bối rối. Một lúc sau, hắn ổn định lại tâm tình không kịp ăn cơm và lần đầu tiên trong đời bắt taxi theo cách mà hắn đã thấy trên tivi sau đó hắn cũng lần đầu tiên ngồi lên một chiếc xe con tiểu tử ngươi muốn đi đâu tài xế taxi hỏi đi đường phong phú tới tiệm vĩnh xuân đường các đông hút trả lời trong những ngày qua hắn đã tìm hiểu về vĩnh xuân đường và biết rằng lâm châu có hai tiệm vĩnh xuân đường và tiệm ở đường phong phú là tổng bộ cũng là tiệm lớn nhất được rồi. Tài xế đáp, rồi ấn nút bắt đầu chạy, xe bắt đầu di chuyển. Trong lúc lái xe, tài xế thỉnh thoảng nhìn các đông hút qua kính chiếu hậu và hỏi vài câu, như về nơi hắn đến và liệu đây có phải lần đầu hắn đến tỉnh thành. Các đông hút không nghĩ ngợi nhiều, thành thật trả lời rằng hắn đến từ Sương Khê huyện. Tuy nhiên, dần dần, các đông hút bắt đầu cảm thấy không ổn. Khi thấy đồng hồ taxi nhảy đến 31 đồng mà vẫn chưa đến Vĩnh Xuân Đường, trong khi hắn biết rõ nhà ga cách đường phong phú không xa. Sư phụ, ngươi có đi sai đường không? Các đông hút hỏi. Không có đâu, ta đã lái taxi ở Lâm Châu hơn 10 năm, làm sao có thể đi sai đường được? Chỉ cần thêm 10 phút nữa là tới. Tài xế taxi đáp với vẻ không kiên nhẫn, rồi rẽ sang một con đường khác. Ngươi chắc chắn đã đi nhầm đường, con đường này ngươi vừa đi qua. Khi thấy tài xế rẽ vào một con đường mà hắn đã nhận ra trước đó, sắc mặt các đông hút lập tức thay đổi, giọng nói lạnh lùng. Là người tu đạo, các đông hút có trí nhớ tốt, nơi mà xe đã đi qua một lần, hắn tuyệt đối không quên trồng gì vậy. Khi thấy tài xế lái xe trở lại con đường cũ, các đông hút lập tức hiểu rằng tài xế đang cố tình đi vòng để tăng giá cước. Ta nói tiểu tử, đừng nói bậy. Ta đã lái taxi hơn 10 năm, chẳng lẽ lại không biết đường hơn ngươi, một người mới tới lâm châu tài xế taxi cũng không ngờ rằng các đông húc một người quê mùa lại có thể nhận ra con đường cũ ban đầu hắn có chút hoảng hốt nhưng nghĩ rằng đối phương chỉ là một người nhà quê lần đầu tới thành phố tìm việc liền tức giận mắng các đông húc nói lung tung các đông húc không nói gì thêm điều này khiến tài xế tin chắc rằng hắn là một người nhà quê tới thành phố tìm việc ta có nói lung tung hay không ngươi rõ nhất nếu không thì ngươi hãy lái xe đến trạm cảnh sát giao thông gần nhất chúng ta hỏi cảnh sát xem sao các đông húc khi thấy tài xế bị mình vạch trần nhưng không nhận sai mà còn thái độ hung hăng liền tức giận nói lạnh lùng tài xế lập tức phanh xe lại sau đó quay đầu nói với các đông húc ngươi trả tiền đi nếu ngươi không tin ta tự đi đón xe khác ngươi dẫn ta đi vòng quanh không đưa ta đến nơi cần đến mà còn đòi tiền bác tài Ngươi đây chẳng phải quá bắt nạt người rồi. Các đông hút tức giận nói. Ta đúng là bắt nạt ngươi, thì sao? Mẹ nó, một thằng nhà quê dám hống hách. Hoặc ngươi trả thêm 10 nguyên theo đồng hồ tính tiền và ta sẽ đưa ngươi đến Vĩnh Xuân Đường, hoặc ngươi trả tiền xuống xe ngay bây giờ. Tài xế nhìn thấy các đông hút còn trẻ, tưởng dễ bắt nạt, nên trừng mắt nói với vẻ hung tợn. Các đông hút chẳng muốn theo lẽ thường mà chịu thiệt, liền mở cửa xe xuống ngay. Thấy các đông hút xuống xe mà không trả tiền, tài xế cũng nhảy xuống theo, định túng cổ áo các đông hút. Nhưng khi tay hắn chưa kịp chạm vào, các đông hút đã nhanh chóng giữ chặt tay hắn, làm hắn đau đớn kêu la. Ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi nhận 15 nguyên và đưa ta đến Vĩnh Xuân Đường, hoặc ngươi sẽ không nhận được đồng nào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi người tới xem ta có sợ hay không. Các đông hút lạnh lùng nói. Lúc này tài xế mới nhận ra mình đã đụng phải người khó đối phó, đành bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ngươi trả 15 nguyên, ta sẽ đưa ngươi đến Vĩnh Xuân đường." Không quen thuộc với nơi đây, các Đông Húc không muốn chuyện trở nên rắc rối, nên khi thấy tài xế chịu nhượng bộ, hắn liền ngồi trở lại xe. Vì tài xế đã đi vòng trước đó, sau khi xảy ra sự cố, các Đông Húc đến Vĩnh Xuân đường gần như đã là 9 giờ. Vĩnh Xuân đường, thành lập từ cuối thời Thanh, đã tồn tại hơn 130 năm vẫn còn giữ lại một phần kiến trúc từ cuối thời Thanh, Vĩnh Xuân Đường mang vẻ cổ kính, phản phất một nét lịch sử và văn hóa lâu đời, khiến người đến đây có cảm giác như bước vào một tiệm thuốc thời cổ đại, tự nhiên cảm thấy tôn kính và tin tưởng vào y học cổ truyền. Vĩnh Xuân Đường rất lớn, không chỉ có bảo tàng thuốc trung y, mà còn có phòng khám dưỡng sinh, nhà hàng dược thiện và cửa hàng bán lẻ. Khu bán lẻ là nơi Vĩnh Xuân Đường mở cửa phục vụ công chúng, với các phòng khám của chuyên gia y học cổ truyền của nhà thuốc các đông hút không biết nên tìm ai nhưng suy nghĩ rằng mình đến để bán thuốc nên đi thẳng đến nhà thuốc mặc dù có nhiều người đến khám bệnh tại vĩnh xuân đường nhưng tại quầy bốc thuốc chỉ có một hai bệnh nhân đang chờ bởi vì hầu hết các bệnh nhân ở đây đều nhờ vĩnh xuân đường sắc thuốc họ chỉ cần thanh toán tại quầy thu tiền các công đoạn khác sẽ được tự động chuyển đến phòng sắc thuốc và nhà thuốc bệnh nhân chỉ cần quay lại lấy thuốc sau khi đã sắc xong dù số bệnh nhân chờ bốc thuốc ít nhưng các dược sư phía sau quầy vẫn rất bận rộn, liên tục kéo các ngăn kéo để lấy thuốc theo đơn, sau đó đóng gói. Phương thuốc của ngươi đâu? Một dược sư, vừa kết thúc một đơn thuốc, thấy các đông hút, một thiếu niên ăn mặc giản dị, liền hỏi. Dược sư khỏe, ta không đến để lấy thuốc, ta đến đây để bán một cây hà thủ ô hoang dã. Không biết các ngươi có chỗ nào chuyên thu mua dược liệu không? Các đông hút hỏi. À, không ngờ ngươi là một thiếu niên lại đi buôn bán thuốc chúng ta có chỗ thu mua nhưng chủ yếu là do các nhà cung ứng dược liệu cố định cung cấp chỉ có một số dược liệu quý hiếm mới được thu mua riêng cây hà thủ ô hoang dã của ngươi có bao nhiêu năm rồi nếu không đạt đủ niên đại chúng ta không thể thu mua được vị dược sư tuy rất bất ngờ nhưng cũng cẩn thận giải thích rõ ràng dược sư này không tin rằng các đông hút có một cây hà thủ ô hoang dã đủ tuổi nếu là một người lớn, hắn sẽ không hỏi kỹ như vậy mà trực tiếp hướng dẫn đi đến bộ phận thu mua. Cây này đã có khoảng một ngàn năm tuổi. Các đông hút đáp. Một ngàn năm. Dược sư nghe vậy giật mình, âm thanh đột nhiên cao lên. Những người khác cũng dừng lại công việc và nhìn các đông hút, nhưng sau đó lại cười và lắc đầu. Rõ ràng không tin rằng một thiếu niên như các đông hút lại có trong tay một cây hà thủ ô hoang giả ngàn năm tuổi. Tiểu tử, hà thủ ô hoang giả ngàn năm rất hiếm, ngươi làm sao nhận biết được. Đừng để bị những câu chuyện trong tiểu thuyết làm ảnh hưởng, vì tiện đào một cây hà thủ ô rồi cho rằng đó là ngàn năm. Dược sư cười lắc đầu, rõ ràng không tin. Nó thật sự là hà thủ ô hoang giả ngàn năm, ta nhận biết được dược liệu. Các đông hút thấy dược sư không tin, đành nhấn mạnh. Vậy thì ngươi lấy cây hà thủ ô ngàn năm đó ra cho ta xem một chút. Dược sư cười nói, Vẻ mặt không quá nghiêm túc, rõ ràng là không tin tưởng các đông hút, chỉ muốn xem thử và sau đó từ chối. Được thôi. Các đông hút mở túi sách và lấy ra một cây hà thủ ô màu nâu đen, bề mặt lồi lõm, nặng ít nhất 10 cân. Khi các đông hút vừa lấy cây hà thủ ô ra, mắt dược sư lập tức trợn tròn. Những người khác cũng vội vàng súng lại, trong đó một dược sư lớn tuổi hơn còn cẩn thận xoa nắng những hoa văn lồi lõm hình thành do đá ép trên bề mặt cây, tay hơi run cây hà thủ ô này chắc chắn không ít niên đại, không ít niên đại. Tiểu hà, ngươi dẫn vị thiếu niên này đến bộ phận thu mua và gặp lưu trưởng khoa. Vị dược sư lớn tuổi, sau khi vuốt ve cây hà thủ ô một lúc, mới trấn tĩnh lại và dặn dò một thanh niên bên cạnh. Được rồi, trương lão sư. Thanh niên trả lời, sau đó bước ra khỏi quầy, nói với các đông hút, tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến bộ phận thu mua cảm tạ các vị dược sư. Các đông hút cúi đầu cảm ơn những dược sư phía sau quầy, sau đó mới mỉm cười nói với thanh niên, làm phiền ngươi rồi, bác sĩ. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thanh niên, thực ra chỉ là một học trò, nhưng khi được các đông hút gọi là bác sĩ, liền cười đáp lại, dẫn đường phía trước. Trương lão sư, ngài nhìn cây hà thủ ô này, có phải niên đại còn dài hơn cây mà chúng ta mua cách đây hai năm không? sau khi các đông hút rời đi vị dược sư đã tiếp đón hắn hỏi nhỏ trương lão sư ta cảm thấy cây này niên đại có lẽ dài hơn một chút trương lão sư suy nghĩ một lúc sau đó khẳng định xì si. nghe trương lão sư nói vậy tất cả các dược sư đều hít một hơi thật sâu trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ vô tận cần biết rằng hai năm trước cây hà thủ ô 800 năm tuổi đã được vĩnh xuân đường bán với giá một triệu bây giờ giá cả đã tăng lên nhiều chưa kể cây hà thủ ô này còn có niên đại lâu hơn, giá trị chắc chắn sẽ cao hơn. Phần lớn trong số họ có mức lương chỉ khoảng 1.000 tệ mỗi tháng, điều này đã được coi là không tệ ở thành phố Lâm Châu. Chỉ tiếc rằng, một thiếu niên như vậy đến bán dược liệu quý giá này, e rằng sẽ bị lưu trưởng khoa ép giá xuống thành giá cải trắng. Trương lão sư lắc đầu, tiếc nuối nói. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Nếu không phải vì cậu thiếu niên này đã mang đến Vĩnh Xuân Đường, chúng ta không tiện chen vào thì thực sự muốn mua lại để kiếm một món lời lớn có thể cả đời cũng không tiêu hết một dược sư khác cảm thán này số phận thật khắc nghiệt vốn dĩ cậu thiếu niên này có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhưng bây giờ e rằng chỉ nhận được vài nghìn tệ từ lưu trưởng khoa mà thôi một người khác lắc đầu nói tiểu huynh đệ sao ngươi chỉ có một mình đến đây người lớn nhà ngươi đâu thanh niên dẫn đường cho các đông hút hỏi nhỏ ta đã 16 tuổi rồi có vấn đề gì sao các đông hút hỏi lại không có gì nhưng bán đồ tốt nhất nên có người lớn đi cùng huống hồ cây hà thủ ô này cũng có niên đại nhất định nên rất có giá trị người thanh niên nói nhỏ cụ cụ tiểu hà ngươi không có chuyện gì ở đây nữa ngươi đi đi lúc đó một người đàn ông trung niên từ trong văn phòng bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của thanh niên người thanh niên cúi đầu một chút sau đó vội vàng rời đi người đàn ông trung niên này chính là lưu trưởng khoa người phụ trách bộ phận thu mua văn phòng của hắn ta gần nhà thuốc và hắn đã theo dõi diễn biến ở đó đoán được tình hình hắn liền bước ra để tiễn thanh niên tiểu tử ngươi có phải có dược liệu hoang dại muốn bán cho chúng ta nếu không phải là dược liệu hoang dại có niên đại đáng kể chúng ta không mua riêng lẻ đâu. Lưu trưởng khoa sờ sờ cái bụng căng tròn của mình, nhìn các đông hút với ánh mắt thẩm vấn. Bộ phận thu mua là nơi có nhiều lợi ích, và lưu trưởng khoa, với vị trí của mình, thường xuyên nhận được lợi ích từ các nhà cung cấp dược liệu, khiến hắn ta trở nên mập mạp và đầy quyền lực. Đúng vậy, lưu trưởng khoa, ta có một cây hà thủ ô hoang dại ngàn năm muốn bán. Ngươi xem thử xem, có thể bán được bao nhiêu tiền. Các đông hút nói. Hạ thủ ô hoang dạy ngàn năm. Nếu đúng là thật, có thể trị giá khoảng 10 đến 20 vạn. Ngươi lấy ra để ta xem thử xem có đúng là ngàn năm hay không. Lưu trưởng Khoa nói, mắt sáng lên một chút khi nghe vậy, sau đó dẫn các đông hút vào trong phòng. 10 đến 20 vạn. Các đông hút thầm ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gian xảo và khinh bỉ của lưu trưởng Khoa, hắn liền liên tưởng đến người tài xế taxi đã cố tình dẫn hắn đi vòng quanh vì nghĩ rằng hắn là người từ nông thôn có vẻ như người trong thành phố đều nghĩ rằng chúng ta những người sống trên núi đều thuần phát và dễ bị lừa ngay cả trong tiệm thuốc y học cổ truyền cũng không ngoại lệ ta phải cẩn thận hơn các đông hút thầm nhắc nhở mình sau đó bình thản lấy ra cây hà thủ ô lưu trưởng khoa người đã quen thuộc với các loại dược liệu vừa nhìn thấy cây hà thủ ô mà các đông hút lấy ra liền bị cuốn hút Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm cây hà thủ ô lên và xem xét một cách chậm rãi. Sau đó, hắn ta nói, cây này là hà thủ ô hoang dại, nhưng niên đại không dài lắm, chỉ khoảng 40 đến 50 năm. Hà thủ ô không giống như nhân sâm, không phải là dược liệu quý giá, chỉ khi đạt đến niên đại đáng kể thì mới có giá trị thực sự. Như vậy đi, nhìn ngươi đi lại cũng không dễ dàng, ta trả ngươi 2.000 tệ, Vĩnh Xuân Đường chúng ta sẽ mua cây này để ngươi khỏi phải mang về. Nói xong, lưu trưởng Khoa nhìn các đông hút với ánh mắt chắc chắn. Trong suy nghĩ của hắn ta, các đông hút chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi, ăn mặc như người từ nông thôn. Hai nghìn tệ chắc chắn là một số tiền lớn đối với hắn, và hắn sẽ vui mừng chấp nhận. Nhưng trái với dự đoán của lưu trưởng Khoa, các đông hút không hề tỏ ra vui mừng. Thay vào đó, hắn lấy lại cây hà thủ ô từ tay lưu trưởng Khoa, cẩn thận bỏ vào túi, sau đó cất nó vào túi sách của mình điều này có vẻ đáng tin hơn. Các đông hút bình tĩnh đáp lại, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy các đông hút dường như đã bị thuyết phục, ánh mắt lưu trưởng khoa lóe lên vẻ đắc ý, tiếp tục nói, ta đã nói về cây hà thủ ô 800 năm, nhưng ngươi cần biết, cây hà thủ ô của ngươi có thể không đến ngàn năm, tối đa cũng chỉ khoảng 3, 400 năm. Với niên đại đó, cây này chỉ đáng khoảng 4 đến 5 vạn tệ. Nếu ngươi không tin ta, ta có thể gọi cho vị lão trung y nổi tiếng nhất của chúng ta đến xem xét. Ngài ấy rất giỏi trong việc định giá dược liệu như thế này. Nói rồi, Lưu trưởng Khoa cầm điện thoại chuẩn bị gọi. Các đông hút, dù còn trẻ và dù đã được sư phụ dạy dỗ nhiều năm, nhưng không thể giữ được bình tĩnh như những người giàu kinh nghiệm. Thấy Lưu trưởng Khoa cứ cố gắng lừa dối mình, hắn liền nổi giận, đứng dậy, cầm lấy ba lô và mở cửa rời đi mà không nói lời nào. Vào thời điểm đó, Thu nhập bình quân hàng năm của công nhân trong các đơn vị quốc hữu tại thành phố Lâm Châu chỉ vào khoảng 8 đến 9 nghìn tệ. 4 đến 5 vạn tệ tương đương với 5 năm thu nhập của một công nhân quốc hữu. Lưu Trưởng khoa tưởng rằng với mức giá này, các đông hút chắc chắn sẽ đồng ý và ký kết ngay lập tức. Việc gọi điện thoại thực chất chỉ là một màn kịch của Lưu Trưởng khoa. Nhưng điều Lưu Trưởng khoa không ngờ là các đông hút lại không nói lời nào, đứng dậy và rời đi ngay lập tức. Hắn cầm điện thoại lên há hốc mồm nhìn theo, và khi nhận ra mình cần phải đuổi theo, các đông hút đã gần như rời khỏi vĩnh xuân đường. Này, chờ đã, tiểu tử, chờ một chút. Mười vạn, mười vạn thế nào? Lưu trưởng khoa cuối cùng đã bị các đông hút ép đến mức phải đuổi theo, thở hỗn hển kêu lên. Mười vạn. Trong nhà thuốc, mọi người nghe thấy lời này đều kinh ngạc. Ban đầu, họ tưởng rằng các đông hút đã bị lưu trưởng khoa ép giá xuống thấp. Nhưng khi thấy lưu trưởng khoa đuổi theo và đưa ra giá 10 vạn tệ, họ không khỏi sửng sờ, thầm nghĩ rằng không ngờ cậu thiếu niên này có thể ép lưu trưởng khoa ra giá cao như vậy. Tuy nhiên, các đông hút vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước. Những người trong nhà thuốc nhìn các đông hút với ánh mắt thay đổi rõ rệt. 10 vạn tệ Một thiếu niên ăn mặc quê mùa, không một chút do dự trước con số 10 vạn này, tiếp tục bước đi mà không dừng lại. Điều này khiến cho ngay cả trương lão sư, người có nhiều kinh nghiệm, cũng cảm thấy không bằng. 20 vạn 20 vạn thì sao? Không thể cao hơn nữa. Lưu trưởng khoa thấy các đông hút vẫn không dừng lại, liền tiếp tục đuổi theo và nâng giá lên. 20 vạn Mọi người trong nhà thuốc đều tròn mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ rằng lần này chắc chắn các đông hút phải dừng bước cần biết rằng 20 vạn tệ đủ để trở thành người giàu có trong một ngôi làng ở miền núi. Thậm chí ở thành phố Lâm Châu, 20 vạn tệ cũng là một con số lớn. Giá nhà ở trung tâm thành phố chỉ khoảng hơn 1.000 đến 2.000 tệ mỗi mét vuông, còn ở ngoại ô chỉ từ 8 đến 900 tệ. Những người làm việc trong nhà thuốc, ngoại trừ trương lão sư, không ai có tài sản vượt quá 20 vạn. Nhưng trái với dự đoán của tất cả, các đông hút vẫn không dừng lại. Họ không biết rằng, dù tuổi còn nhỏ, nhưng các đông hút có đôi mắt sắc bén và suy nghĩ rõ ràng. Sau khi bị tài xế taxi lừa đảo, hắn đã có cái nhìn mới về sự gian dối của con người, sẽ không dễ dàng bị lay động bởi lời nói của người khác. Dù 20 vạn tệ là một con số lớn đối với các đông hút và có sức cám dỗ mạnh mẽ, nhưng hắn kiên định với quyết định của mình, không đạt được con số mà hắn nghĩ là hợp lý, thì sẽ không lay động. Ngươi, ngươi thật là một tiểu tử cố chấp và tham lam. Cây hà thủ ô này của ngươi chỉ có vài trăm năm tuổi, ta đã ra giá 20 vạn rồi, ngươi còn chưa vừa lòng sao? Vậy ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu? Lưu trưởng khoa cuối cùng đuổi kịp các đông hút, chặn đường và hỏi. Đầu tiên, ta muốn làm rõ rằng cây hà thủ ô này là ngàn năm hoang dại, không phải như ngươi nói ba, bốn trăm năm. Ta rất chắc chắn về điều này, ngươi không thể lừa gạt ta. Thứ hai, 20 vạn tệ đúng là một con số lớn, nhưng nếu cây hà thủ ô này đáng giá hơn, tại sao ta phải bán nó với giá 20 vạn? Điều này không liên quan gì đến sự cố chấp hay tham lam của ta. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để ra giá, nếu ngươi tiếp tục lừa ta, ta sẽ thực sự rời đi. Thành phố Lâm Châu không chỉ có mỗi Vĩnh Xuân Đường là hiệu thuốc cổ truyền nổi tiếng. Các đông hút trả lời một cách tỉnh táo lưu trưởng khoa nhìn vẻ mặt bình tĩnh của các đông hút cuối cùng cũng nhận ra mình đang đối diện với một đối thủ ngang hàng chứ không phải là một đua in kiếp niên dễ bị lừa như hắn ta tưởng tiểu tử ngươi tên là gì lưu trưởng khoa hỏi các đông hút các đông hút đáp hóa ra là các tiên sinh để ta nói thật với ngươi cây hà thủ ô của ngươi quả thật có niên đại nhưng có phải là ngàn năm hay không ta cũng không dám chắc nếu đúng là ngàn năm, giá trị của nó chắc chắn sẽ vượt quá 20 vạn tệ. Tuy nhiên, ta không thể xác định chính xác ngay bây giờ, ta cần mời một số lão trung y đến xem xét. Lưu trưởng Khoa nghiêm túc nói, cách xưng hô với các đông hút cũng thay đổi. Hiện tại, hắn ta khó có thể coi các đông hút là một thiếu niên 16, 17 tuổi mà đối xử như lúc trước. Hơn nữa, nếu các đông hút thực sự bán cây hà thủ ô này, hắn ta không thể coi hắn là một thiếu niên nữa không thành vấn đề miễn là các ngươi không bắt nạt ta thì mọi chuyện đều dễ thương lượng các đông húc nói dù lưu trưởng khoa đã có nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh nhưng khi nghe các đông húc nói vậy hắn ta không khỏi đỏ mặt một chút sao có thể chứ lưu trưởng khoa ngượng ngùng đáp sau đó dẫn các đông húc đến quầy và nói với vị dược sư lớn tuổi trương lão sư ngài là người có nhiều kinh nghiệm Ngài giúp ta xem xét cây hà thủ ô này xem có niên đại bao nhiêu." Trương lão sư gật đầu, sau đó cẩn thận cầm cây hà thủ ô hoang dại ngàn năm, xem xét kỹ lưỡng. Hắn không chỉ sờ nắng bằng tay, mà còn ngửi bằng mũi, thậm chí dùng kính phóng đại để quan sát. Lần này, hắn cẩn thận và nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước. Một lúc lâu sau, Trương lão sư mới ngẩng đầu nói với Lưu Trưởng khoa, "Lưu Trưởng khoa, rất khó để xác định chính xác niên đại của dược liệu." nhưng ta có thể chắc chắn rằng niên đại của cây này không thua kém gì cây mà chúng ta đã bán cách đây hai năm nhưng có phải là ngàn năm hay không ta không dám khẳng định ta đề nghị ngươi mời đường giáo sư đến xem xét vì ngài ấy là chuyên gia thực sự trong lĩnh vực này nếu ngài ấy nói là ngàn năm thì chắc chắn là ngàn năm nghe trương lão sư phán đoán tương tự như mình vẻ mặt lưu trưởng khoa trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều hắn gật đầu và nói nếu vậy chúng ta nên mời đường giáo sư đến xem xét một cách nghiêm túc đường giáo sư lần này ngài kê thuốc cho ta quả thực có chút hiệu quả số lần ngất xỉu đã giảm đi tuy nhiên sau khi dùng thuốc lần này không chỉ dạ dày ta có vấn đề lớn mà cả cơn đau bụng kinh và lượng máu cũng tăng lên rõ rệt ngài xem có cách nào đổi lại phương thuốc khác được không một cô gái trẻ nhẹ giọng hỏi trong phòng khám của đường dật viễn cô gái này có mái tóc đen dài mềm mại lông mày mảnh đôi mắt đẹp sâu lắng chiếc mũi duyên dáng và đôi môi hồng nhạt như cánh hắn đào dáng vẻ xinh đẹp nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt khiến người nhìn không khỏi cảm thấy xót xa cô mặc một chiếc váy in hoa khoác bên ngoài một chiếc áo khoác trắng nhỏ toát lên vẻ thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng liễu tổng thật khó quá trước đây ta đã thay đổi nhiều phương thuốc khác nhau nhưng đều không có hiệu quả rõ rệt lần này phương thuốc này ta đã suy nghĩ rất lâu mới kê ra nhưng dược hiệu quá mạnh trước đó ta cũng đã nói với ngươi rằng có khả năng cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi bây giờ nếu ta kê thêm thuốc kết quả cũng sẽ như vậy liều lượng ít thì không hiệu quả mà nhiều thì cơ thể ngươi không chịu nổi cách duy nhất còn lại là thử châm cứu bệnh của ngươi có thể liên quan đến kinh lạc bị tắc nghẽn và ta đã kê đơn thuốc dựa trên chuẩn đoán đó điều này chứng tỏ phương pháp là đúng nhưng tác dụng phụ của thuốc quá lớn, cơ thể ngươi không thể chịu nổi. Đường giật viễn nhìn cô gái trước mặt, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đường giật viễn không chỉ là giáo sư trung y tại Đại học Giang Nam và là người hướng dẫn tiến sĩ, mà còn được Vĩnh Xuân Đường mời làm chuyên gia, mỗi tuần một lần hắn sẽ đến Vĩnh Xuân Đường ngồi khám nửa ngày. Hôm nay là thứ hai, vì vậy hắn đang trực ở phòng khám chuyên gia của Vĩnh Xuân Đường. Cách đó không có tác dụng. Hơn nửa năm trước, ta còn cất công đến Kinh Thành, mời giáo sư châm cứu vi mẫn chữa trị, nhưng không có chút hiệu quả nào. Liễu Gia giao thở dài, vẻ mặt thất vọng. Ta biết vi mẫn giáo sư, nếu ngay cả bà ấy cũng không thể chữa trị, thì châm cứu thật sự khó mà có tác dụng, tuy nhiên, có người có thể chữa được bệnh của ngươi. Đường giật Viễn nghe vậy, thở dài lắc đầu, nhưng rồi đột nhiên hình ảnh một thiếu niên hiện lên trong đầu, khiến hắn đổi giọng. Ai vậy? Đôi mắt đẹp của Liễu Gia giao lập tức sáng ngời, kích động hỏi. Quái bệnh của Liễu Gia Giao bắt đầu từ năm cô 23 tuổi. Năm đó, cha mẹ cô bất ngờ gặp tai nạn giao thông và qua đời cùng lúc. Khi nhận được tin dữ, cô lập tức ngất xỉu. Từ đó, cô thường xuyên bị ngất mà không rõ nguyên nhân. Cô đã đến nhiều bệnh viện lớn trong và ngoài nước, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân chính xác. Các bác sĩ chỉ phỏng đoán rằng có thể do cơ tim của cô không hoạt động bình thường, đôi khi cường độ co bóp không đủ, dẫn đến thiếu máu lên não, gây ra tình trạng ngất xỉu. Với loại bệnh không rõ nguyên nhân như vậy, bác sĩ không có nhiều phương pháp điều trị hữu hiệu, chỉ khuyên cô nên rèn luyện thể lực để tăng cường sức mạnh cho tim. Vì vậy, những năm qua, Liễu Gia Dao đã chăm chỉ rèn luyện, sở hữu một thân hình cân đối và khỏe mạnh, đặc biệt là đôi mông tròn trịa vĩnh cao. Nhưng chứng ngất xỉu kỳ quặc vẫn tiếp tục xảy ra. Không còn cách nào khác, Liễu Gia Dao quay sang trung y, nhưng dù đã gặp qua nhiều danh y và dùng nhiều loại thuốc đắng, bệnh tình vẫn không cải thiện. Phương thuốc của đường giật viễn là phương thuốc duy nhất có chút hiệu quả, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Sau một thời gian sử dụng, dạ dày và cơn đau bụng kinh đã hành hạ cô đến mức không thể chịu nổi, buộc cô phải quay lại tìm hắn. Khi đường giật viễn nói không có cách nào khác, liễu gia giao thực sự đã cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ nghe hắn nói còn có người có thể chữa bệnh của cô, cô lập tức giống như người sắp chết đuối bám lấy chiếc phao cứu sinh người này ta cũng không biết hắn ở đâu nhìn vào ánh mắt khát vọng của liễu gia giao đường dật viễn đột nhiên cảm thấy khó khăn khi phải nói ra sự thật này ngài không biết sao ngài lại không biết liễu gia giao nghe vậy ngạc nhiên đôi mắt đẹp lập tức trở nên ảm đạm thật xin lỗi ta chỉ vừa mới gặp sáng nay nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của liễu gia giao đường dật viễn cảm thấy hối hận vì đã nhắc đến các đông hút nếu không biết người đó ở đâu Tại sao lại đem hy vọng cho nàng, bây giờ lại phải dập tắt hy vọng ấy? Đường Dật Viễn còn chưa nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Đường Dật Viễn hơi nhíu mày, giọng nói có chút không vui. Thông thường, hắn chỉ khám bệnh cho một bệnh nhân một lần, sau khi người trước ra ngoài, người kế tiếp mới vào. Nhưng lúc này, khi Liễu Gia Dao còn chưa rời khỏi, đã có người gõ cửa, khiến tâm trạng vốn không tốt của hắn càng thêm tồi tệ đường giáo sư đang khám bệnh cho bệnh nhân, thật không tiện. Nữ sĩ, ta có việc cần gặp đường giáo sư, mong cô đợi một chút. Người mở cửa bước vào là lưu trưởng khoa, phía sau hắn ta là các đông hút. Không sao, ta cũng đã khám xong rồi. Liễu gia giao miễn cưỡng cười, không nhận ra rằng lúc này đường giật viễn đang nhìn các đông hút với ánh mắt kinh ngạc, giống như nhìn thấy một con ma. Là ngươi các đông hút cũng bất ngờ khi gặp lại đường dật viễn ở đây không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên đúng vậy đông hút không ngờ chúng ta lại gặp nhau khi các đông hút vừa mở miệng đường dật viễn lập tức lấy lại bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đường giáo sư ngươi biết vị này các tiên sinh sao lưu trưởng khoa thấy đường dật viễn nhận ra các đông hút không khỏi ngạc nhiên không khác gì lúc đường dật viễn nhận ra các đông hút Sáng sớm khi từ quê trở về Lâm Châu, chúng ta đã ngồi cùng một toa tàu. Đường Dật Viễn biết các Đông Húc không thích phô trương, nên trả lời một cách tùy ý. Hóa ra là vậy. Ta thắc mắc tại sao Đường Giáo sư lại quen biết các Tiên Sinh. Hóa ra là trùng hợp. Lưu trưởng khoa lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt thoải mái hơn. Bởi vì Đường Dật Viễn rất có uy tín trong giới Trung Y ở Giang Nam. Hơn nữa hắn cũng rất am hiểu về dược liệu. Nếu hắn có mối quan hệ tốt với các đông hút, Lưu trưởng Khoa sẽ không có cơ hội ép giá các đông hút. Tuy đã quyết định đối xử công bằng với các đông hút, nhưng Lưu trưởng Khoa vẫn muốn kiếm lợi nhiều nhất có thể trong việc thương lượng giá cuối cùng. Liễu Tổng, đừng vội đi. Bệnh của ngươi có thể vẫn còn hy vọng. Chờ ta bàn xong việc với Lưu trưởng Khoa, ta sẽ nói tiếp về bệnh của ngươi. Đường giật viễn thấy Liễu Gia Giao định rời đi, vội vàng gọi nàng lại. Liễu gia giao không biết rằng người mà đường giật viễn vừa nhắc tới có thể chữa trị bệnh của nàng chính là các đông hút đang đứng trước mặt. Khi nghe đường giật viễn, người mới nói không có cách nào, đột nhiên thay đổi ý định và giữ nàng lại, trong mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, có hy vọng vẫn tốt hơn là không, vì vậy nàng không do dự ở lại, cảm ơn đường giật viễn, rồi tò mò nhìn các đông hút, người ăn mặc đơn giản và rõ ràng là từ một vùng quê nhỏ. Lưu trưởng khoa có chuyện gì? Đường giật viễn gọi liễu gia giao lại xong, liền chuyển hướng sang lưu trưởng khoa để hỏi, đồng thời cũng liếc mắt đầy nghi hoặc về phía các đông hút, người đã đi cùng lưu trưởng khoa. Lưu trưởng khoa kính cẩn đáp, chuyện là thế này, đường giáo sư. Vị các tiên sinh này có một cây hoang dại hà thủ ô muốn bán cho Vĩnh Xuân Đường. Hắn nói rằng cây hà thủ ô này là ngàn năm tuổi. Vừa nãy, Trương lão sư ở nhà thuốc đã kiểm tra và nói rằng niên đại của cây này có thể còn dài hơn cây mà chúng ta đã bán 2 năm trước. Tuy nhiên, trương lão sư không thể xác định chính xác được niên đại, và ta thì càng không dám chắc. Vì vậy, ta muốn mời đường giáo sư giúp đỡ kiểm tra lại. Hà thủ ô hoang dại ngàn năm. Mau đưa cho ta xem. Đường giật viễn nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rực, vội vàng nói. Các đông hút liền lấy cây hà thủ ô từ trong ba lô ra và đưa cho đường giật viễn. Chỉ cần xem sơ qua vài lần, đường giật viễn đã kích động gật đầu. Không sai, đây đúng là hà thủ ô hoang dại ngàn năm. Lưu trưởng khoa nghe vậy, lập tức nhắc nhở, đường giáo sư, ngài có cần kiểm tra kỹ hơn không? Hắn ta cố ý nháy mắt ra dấu, ngầm ý muốn đường giật viễn xem xét kỹ hơn để tránh xác định quá nhanh, vì điều này sẽ gây khó khăn cho việc đàm phán giá cả sau này. Nếu đường giật viễn khẳng định đây là ngàn năm tuổi, thì hắn ta sẽ khó lòng ép giá thấp được. Đường giật viễn là một người tinh ranh, hiểu rõ ý định của Lưu Trưởng Khoa. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã tin chắc rằng các đông hút nói đúng, bởi từ lúc nghe Lưu Trưởng Khoa nói rằng đây là hà thủ ô hoang dại ngàn năm, hắn đã không nghi ngờ gì nữa. Nếu là người khác mang cây hà thủ ô này đến, có lẽ hắn sẽ phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Nhưng vì biết các đông hút không phải là người bình thường, đường giật viễn tin tưởng ngay từ đầu. Không cần nhìn kỹ nữa, không có sai đâu. Về giá cả, hai năm trước, chúng ta đã bán một cây hà thủ ô 800 năm với giá 1 triệu tệ. Cây này niên đại còn dài hơn, và hiện tại giá thị trường cũng cao hơn hai năm trước. Nếu Vĩnh Xuân đường chúng ta mua cây này và bán lại, thì giá 170-180 vạn tệ là hợp lý. Xét đến giá trị và rủi ro khi nắm giữ dược liệu quý như thế này, Ta nghĩ mua với giá khoảng 130 vạn tệ là hợp lý. Không biết Đông Húc có hài lòng với giá này không?" Đường giật Viễn nói, rồi quay sang hỏi các Đông Húc. Lưu Trưởng khoa nghe xong, sững sờ không nói nên lời. Hắn không thể tin được rằng Đường Dật Viễn, người mà Vĩnh Xuân Đường mời về làm chuyên gia, lại có thể đưa ra giá cao như vậy mà không suy xét đến lợi ích của họ. Các Đông Húc cũng bất ngờ với con số 130 vạn tệ mà Đường Dật Viễn đưa ra vì nó vượt xa mong đợi của hắn. Ban đầu, hắn nghĩ rằng giá khoảng 90 vạn đến 1 triệu tệ là hợp lý, vì Vĩnh Xuân Đường cũng cần kiếm lời từ trên lệch giá. Nhưng không ngờ đường giật viễn lại giúp hắn đạt được con số cao đến vậy. Dù rất hài lòng, các đông hút không muốn tỏ ra quá dễ dãi, liền gật đầu sau một chút suy nghĩ, nếu đường giáo sư đã nói vậy, thì giá này là hợp lý. Lưu trưởng khoa cảm thấy bị đẩy vào thế khó, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý, vậy thì giá này đi. Ngươi có tài khoản ngân hàng không? Ta sẽ báo với tài vụ chuyển tiền vào tài khoản của ngươi. 130 vạn là số tiền lớn, không thích hợp giao dịch bằng tiền mặt. Ta có, đây là thẻ ngân hàng của ta. Các đông hút đưa thẻ ngân hàng ra một cách nhanh nhẹn. Vậy theo ta đến phòng tài vụ. Lưu trưởng Khoa nói, trong lòng cảm thấy như vừa bị cắt mất một miếng thịt hắn ta không thể không tức giận khi nghĩ rằng mình bận rộn suốt cả đời mà chưa bao giờ kiếm được số tiền lớn như vậy, trong được. Các đông hút gật đầu, sau đó quay sang đường giật viễn nói, cảm ơn ngài, đường giáo sư. Lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngài. Không cần khách sáo, đây là điều ngươi xứng đáng được nhận. Đường giật viễn đáp lại, vui vẻ mỉm cười khi nghe các đông hút nói sẽ quay lại. Các đông hút mỉm cười, không nói thêm gì, rồi theo lưu trưởng khoa đi ra ngoài. Sau khi các đông hút trời đi, liễu gia giao mới có cơ hội hỏi đường giật viễn, đường giáo sư, ngài vừa nói bệnh của ta còn có hy vọng, có phải ngài vừa nghĩ ra phương thuốc nào tốt không, đường giật viễn cười đáp, không, bệnh của ngươi ta không có cách nào chữa trị. Nhưng trước đó ta đã nói với ngươi rằng có người có thể chữa được bệnh của ngươi. Và bây giờ ta biết hắn đang ở đâu. Thật sao? Hắn ở đâu? Liễu gia giao hỏi, mắt sáng lên vì hy vọng. Chính là người thiếu niên vừa rồi, các đông hút. Đường giật viễn trả lời, vẫn giữ nụ cười trên môi. Cái gì? Ngài nói là người thiếu niên vừa rồi. Liễu gia giao kinh ngạc, không thể tin vào tai mình. Cô không thể ngờ rằng người có thể chữa trị bệnh của mình lại là một thiếu niên từ vùng quê nhỏ, không phải là lão trung y hay thanh niên tài giỏi trong giới y học. Đúng vậy, chính là hắn. May mắn là hắn vẫn còn ở đây, nếu không với thái độ của ngươi vừa rồi, ta thật sự không tiện nhờ hắn giúp. Đường giật viễn nghiêm nghị nói. Liễu gia giao, vốn là một người phụ nữ thông minh và không khéo, hiểu ngay lý do tại sao đường giật viễn lại nhanh chóng đứng về phía các đông hút khi đàm phán về cây hà thủ ô. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi nghi ngờ. Đường giáo sư, ngài chắc chắn hắn có thể làm được chứ, ta tin tưởng vào khả năng của hắn. Nếu ngươi muốn, ta sẽ nhờ hắn giúp ngươi. Đường giật viễn kiên định đáp. Liễu gia giao im lặng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, nếu ngài tin tưởng, ta cũng sẽ thử. Không có bác sĩ nào có thể chữa khỏi trăm bệnh. Ta không dám chắc hắn có thể làm được điều này, nhưng y thuật của hắn thực sự rất cao, đặc biệt là trong một số chứng bệnh khó chữa. Ngay cả ta cũng phải thừa nhận rằng mình không bằng hắn. Vì vậy, nếu trên đời này có ai có thể chữa trị cho ngươi, ta tin rằng hắn chắc chắn là một trong số đó. Đường giật viễn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Từ khi rời khỏi nhà ga, đường giật viễn luôn nghĩ về những sự kiện xảy ra trên chuyến tàu, cũng như cuộc trò chuyện giữa hắn và các đông hút. Cuối cùng, hắn nhận ra một sự thật, mặc dù các đông hút trẻ hơn hắn rất nhiều, nhưng y thuật của cậu ấy đã vượt xa hắn, đặc biệt trong một số lĩnh vực như trị liệu bệnh hen suyễn. Đường giật viễn biết rằng, trên thế giới này, rất khó tìm được người thứ hai có thể sánh ngang với các đông hút. Chính vì lý do đó, khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Liễu Gia Giao, hắn đột nhiên nhớ đến cậu thiếu niên tài giỏi này. Nghe đường giật viễn nói như vậy, Liễu Gia Giao dù còn nghi ngờ cũng không thể phản đối. Cô chỉ có thể đặt hy vọng vào cậu thiếu niên này, người mà đường giật viễn tin tưởng đến vậy. Tuy nhiên, khi nhớ lại khuôn mặt trẻ trung của các đông hút, cô không khỏi cảm thấy một chút nghi ngờ. Bệnh của ta đã được rất nhiều bác sĩ tài giỏi ở Tây Y kiểm tra mà không có kết quả liệu một thiếu niên như cậu ấy thực sự có thể làm được điều mà người khác không làm được cô thầm nghĩ liễu tổng trong khi chờ các đông hút đến ta sẽ xem xét các bệnh nhân khác khi hắn đến ta sẽ trình bày tình trạng của ngươi với hắn và xem hắn có sẵn lòng giúp đỡ không phải nói thêm hắn là một thiếu niên kỳ lạ thuộc kiểu người mà ta hay gọi là kỳ nhân mà kỳ nhân thường có tính cách đặc biệt vì vậy ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý trước và đừng tỏ ra quá kiêu ngạo chỉ vì ngươi là lão tổng. Đường giật viễn cẩn thận dặn dò, nhớ lại việc mình đã bị các đông hút chỉnh đốn trên tàu, khiến hắn không khỏi đỏ mặt. Những lời căn dặn của đường giật viễn khiến hy vọng của liễu gia giao lại dâng lên, cô vội vàng nói, cảm ơn ngài, đường giáo sư. Ta sẽ cẩn thận. Ngài cứ lo công việc của mình trước, ta sẽ chờ ở ngoài. Được rồi, vậy ta sẽ không khách sáo nữa đường giật viễn gật đầu đáp. Sau khi đường giật viễn khám xong các bệnh nhân, chỉ còn lại một người cuối cùng, các đông hút quay trở lại chuyên gia phòng mạch. Mặc dù bề ngoài hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường vì trong túi hắn hiện đang chứa một tấm thẻ ngân hàng trị giá 130 vạn tệ. Đối với một thiếu niên bình thường, điều này đã đủ để kích động, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Khi các đông hút đến gần phòng mạch, liễu gia giao đã chú ý đến hắn từ xa nhìn thấy hắn giữ được sự điềm tĩnh sau khi nhận một số tiền lớn như vậy cô bắt đầu tin rằng cậu thiếu niên này không phải người tầm thường cô tự giới thiệu xin chào ta là liễu gia giao chúng ta đã gặp nhau ở phòng mạch của đường giáo sư rất vui được làm quen với ngươi liễu gia giao bước tới với nụ cười thân thiện chủ động vươn tay ra bắt tay các đông hút xin chào ta là các đông hút rất hân hạnh được biết ngươi. Các đông hút đáp lại, dù có chút căng thẳng nhưng vẫn mỉm cười và bắt tay liễu gia giao. Các đông hút cảm nhận được tay của liễu gia giao rất mềm mại nhưng cũng khá lạnh, điều này khiến hắn không khỏi trao mày một chút, nhưng hắn không nói gì. Ta lớn hơn ngươi, có thể gọi ngươi bằng tên được không? Liễu gia giao tiếp tục trò chuyện với nụ cười thân thiện, tạo ra cảm giác gần gũi và tự nhiên. Đương nhiên là được, liễu nữ sĩ. Các đông hút gật đầu đáp lại. Liễu gia giao thầm thở vào nhẹ nhõm khi thấy các đông hút dễ gần hơn so với tưởng tượng. Cô đang định tiếp tục trò chuyện thì đường giật viễn bước ra từ phòng mạch, bệnh nhân cuối cùng vừa kết thúc buổi khám. Đông hút, ngươi đã đến, sao không vào trong? Đường giật viễn cười nói khi thấy các đông hút đứng ngoài cửa. Ngươi đang xem bệnh, ta sao có thể quấy rầy được? Các đông hút miễn cười trả lời. Ha ha, Ngươi nói vậy là khách sáo rồi. Y thuật của ngươi còn cao hơn ta nhiều, sao có thể là quấy rầy chứ? Đường giật viễn cười đáp. Các đông hút hiểu rằng đường giật viễn muốn hắn giúp liễu gia giao khám bệnh. Hắn không phản đối, bởi hắn đã mang ơn đường giật viễn và cũng có thiện cảm với liễu gia giao. Vì vậy, hắn vừa cười vừa bước vào phòng và nói khiêm tốn, ta vẫn chỉ là học sinh, sao có thể so với đường giáo sư được. Sau đó, các đông hút quay sang liễu gia giao và hỏi, ngươi không ngại nếu ta bắt mạch cho ngươi chứ, đương nhiên không ngại, cảm ơn ngươi, bác sĩ các. Liễu gia giao vui mừng đáp lại, ngạc nhiên khi thấy các đông hút chủ động đề nghị. Ngươi vẫn nên gọi ta là các đông hút. Ta chỉ là học sinh, chưa phải bác sĩ. Các đông hút cười nói. Không thể nào, ngươi vẫn chỉ là học sinh sao? Liễu gia giao kinh ngạc hỏi lại, vì cô không ngờ rằng một người có tài năng như vậy lại vẫn còn đang đi học. Đúng vậy, tuổi ta còn nhỏ, không học thì làm gì khác được. Các đông hút cười đáp, rồi duỗi ba ngón tay khoác lên cổ tay của liễu gia giao để bắt mạch. Người có phải đã trải qua tình trạng chóng mặt hoặc thậm chí ngất xỉu trong vài năm gần đây không? Các đông hút cẩn thận chẩn mạch rồi hỏi, khiến cả liễu gia giao và đường dật viễn đều kinh ngạc. Việc thông qua mạch để phán đoán hiện tượng chóng mặt là điều mà đường dật viễn có thể làm được nhưng việc xác định hiện tượng ngất xỉu qua mạch lại là điều mà ngay cả hắn cũng không có khả năng. Đúng, đúng, bác sĩ Cát, ngài nói rất đúng. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ 4 năm trước. Liễu Gia Giao sau khi hết kinh ngạc, liên tục gật đầu, nhìn về phía các đông hút với đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng, tràn đầy chờ mong và kính nể. Các đông hút có chút khó chịu với ánh mắt của Liễu Gia Giao, hơi quay đi chỗ khác, suy nghĩ một chút rồi nói, 4 năm trước, có phải ngươi đã trải qua một cú sốc lớn, khiến tâm trạng xuất hiện dao động cực lớn, lúc này, Liễu Gia Dao và Đường Dật Viễn đều kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Đặc biệt là Đường Dật Viễn, là một bác sĩ trung y, càng hiểu rõ việc một bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh tình một cách chuẩn xác như thế là khó khăn đến mức nào, 4 năm trước, cha mẹ ta đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, lúc đó ta thực sự đã trải qua một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Một hồi lâu sau, Liễu Gia Dao mới lấy lại tinh thần, viền mắt đỏ lên, đáp lời. Thật xin lỗi, đã khiến ngươi nhớ lại chuyện đau lòng. Các đông hút tuy rằng có thể đoán được liễu gia giao từng trải qua một sự kiện kinh hoàng vài năm trước, nhưng không ngờ đó lại là chuyện bi thảm như vậy, hắn nói với vẻ ấy nấy. Đã 4 năm trôi qua, ta cũng đã dần thích ứng. Bác sĩ các, bệnh của ta có thể chữa khỏi không? Liễu gia giao lau khóe mắt, sau đó nhìn các đông hút với vẻ mặt mong đợi. Nàng còn trẻ, tự nhiên không muốn có một ngày nào đó mình ngất xỉu mà không bao giờ tỉnh lại. Chuyện này, các đông hút nhìn liễu gia giao, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Thấy các đông hút có vẻ khó xử, liễu gia giao tưởng rằng hắn không có cách nào chữa trị, vẻ mặt mong đợi dần dần ảm đạm, nàng nở một nụ cười thê lương với các đông hút rồi nói, tuy không thể chữa khỏi, nhưng ta vẫn rất cảm tạ ngài. Nhìn nụ cười thê lương trên mặt liễu gia giao, trong lòng các đông hút bất giác cảm thấy xót xa, hắn bật thốt lên, ta không nói là không thể chữa trị, chỉ là, chỉ là gì. Ngài nói đi, dù tốn bao nhiêu tiền, một triệu, hai triệu, năm triệu, ta cũng có thể đưa cho ngài. Liễu gia giao vội vã hỏi, thậm chí trong sự kích động, nàng nắm lấy tay các đông hút. Ta khám bệnh không phải vì tiền. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ là bệnh của ngươi có chút khó khăn. Các đông hút cười khổ, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay liễu gia giao, nói Không phải vì tiền Liễu gia giao hơi ngẩn ra Nhìn các đông hút với ánh mắt ngày càng mê hoặc Nàng nhận ra mình ngày càng khó hiểu Về người thiếu niên trước mặt này Vừa nãy hắn bán hà thủ ô nghìn năm Cũng chẳng phải vì tiền sao Khám bệnh thì có gì là không tiện Bác sĩ các Ý của ngươi là không cần phương thuốc Mà là dùng xoa bóp hoặc châm cứu phải không Đường giật viễn Dù sao cũng là bác sĩ đối với bệnh tình của liễu gia giao cũng hiểu rõ phần nào lại thêm việc từng chứng kiến các đông hút thực hiện phương pháp xoa bóp thần kỳ trên xe lửa buổi sáng khi nghe các đông hút nói như vậy hắn rất nhanh đã hiểu ra tuy nhiên cách đường dật viễn xưng hô với các đông hút đã có một sự thay đổi tinh tế không còn gọi thẳng tên nữa mà đổi thành bác sĩ các hiển nhiên việc các đông hút chẩn đoán bệnh vừa rồi đã hoàn toàn thuyết phục đường dật viễn ngươi nói đúng sở dĩ liễu nữ sĩ xuất hiện tình trạng chóng mặt thậm chí ngất xỉu chủ yếu là do kinh mạch thủ thiểu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bào kinh bị tắc nghẽn dẫn đến vận hành khí huyết bị cản trở khiến tim không được cung cấp đủ máu biện pháp trị liệu tự nhiên là khơi thông hai đường kinh mạch này ban đầu có thể dùng thuốc để điều trị nhưng khi ta bắt mạch cho liễu nữ sĩ vừa rồi phát hiện không biết trước đó ai đã cho nàng dùng thuốc thông kinh mạch với liều lượng cao gây tổn hại đến dạ dày và các phủ tạng nếu tiếp tục dùng thuốc sẽ không thể chữa khỏi mà ngược lại có thể gây bệnh ở các cơ quan khác các đông hút gật đầu nói khụ khụ phương thuốc trước đó là ta kê cũng quá mạnh đường dật viễn bị các đông hút nhắc đến mặt già đỏ lên rất ngượng ngùng nói chen vào ngươi muốn khơi thông kinh mạch là đúng nhưng cân nhắc chưa đủ chu đáo trung y khác với tây y ở chỗ Trung y chữa bệnh xem con người là một thể thống nhất, không chỉ chữa đầu đau mà không quan tâm đến chân đau. Ngươi chỉ lo khơi thông kinh mạch mà quên đi khả năng chịu đựng của ngũ tạng lục phủ của liễu nữ sĩ, điều này giống với cách chữa bệnh của Tây y, phương thuốc của ngươi nên cân nhắc đến những yếu tố này. Các đông hút nói. Bác sĩ các nói rất đúng. Đường giật viễn gật đầu tiếp thu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, liễu gia giao kinh ngạc đến mức đôi môi khẽ nhếch tạm thời quên mất mình đang đi khám bệnh bởi vì tình cảnh trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống bình thường nhưng bây giờ thì sao một thiếu niên đang chỉ điểm phê bình một giáo sư chuyên gia mà vị giáo sư chuyên gia kia lại như học sinh liên tục gật đầu vì ngươi đã mắc sai lầm này hiện tại phương pháp điều trị chỉ có thể cân nhắc châm cứu và xoa bóp nói đến đây các đông hút dừng lại mặt lộ vẻ ngượng ngùng bởi vì hai đường kinh mạch này đều đi qua vùng ngực huyệt thiên trì của thủ quyết âm tâm bào kinh còn nằm trên núng vú hơn nữa để đạt hiệu quả tốt nhất phương pháp tốt nhất là thực hiện một lần khơi thông toàn bộ kinh mạch toàn thân nếu là một nam nhân các đông hút sẽ không ngại gì nhưng nếu đổi lại là một mỹ nhân yểu điệu thiếu niên các đông hút thực sự khó có thể thực hiện chẳng lẽ hắn lại bảo đại tỷ trước mặt cởi sạch quần áo để hắn thực hiện châm cứu và xoa bóp toàn thân cái này châm cứu và xoa bóp thực sự có hiệu quả sao Trước đây ta đã đến kinh thành tìm vi mẫn giáo sư, nàng cũng đã châm cứu cho ta, nhưng không có hiệu quả. Vì liễu gia giao trước đây đã từng châm cứu ở kinh thành, mà châm cứu chủ yếu tập trung vào vùng ngực, nên khi các đông hút nói đến đây, nàng cuối cùng cũng hiểu được vì sao các đông hút làm khó dễ và nói không tiện. Dù là nữ lão tổng, vốn không phải người dễ thẹn thùng, nhưng lúc này cũng cảm thấy mặt nóng bừng, đỏ ửng lên, âm thanh run rẩy hỏi. Nếu ngươi chỉ cảm thấy chóng mặt nhẹ, thì châm cứu thông thường có hiệu quả. Nhưng bây giờ ngươi đã phát triển đến mức ngất xỉu, điều đó cho thấy hai đường kinh mạch bị tắc nghẽn nghiêm trọng, châm cứu thông thường không thể giúp ngươi khơi thông. Ngươi cần đến phương pháp châm cứu độc môn và xoa bóp của ta. Hơn nữa, do khả năng của ta có hạn, một lần thực hiện chưa chắc đã đủ, e rằng cần 7 đến 8 lần, hơn nữa, vì kinh mạch đều liên thông, tốt nhất là khơi thông toàn thân, nhưng trọng điểm là ở vùng ngực. Đáng tiếc là sư phụ ta đã không còn nếu không, chỉ một lần là ngươi có thể được trị tận gốc. Các đông hút nói, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, nhưng nhanh chóng cất đi. Đã vậy, có thể phiền bác sĩ các giúp ta châm cứu, xoa bóp không? Liễu da dao cắn cắn đôi môi đỏ thắm, một hồi lâu sau mới run rẩy lắp bắp cầu xin. Chuyện này, cái này, hay là thế này, ta trước tiên kê cho ngươi một ít thuốc điều trị dạ dày và điều chỉnh cơ thể, sau khoảng một năm nửa năm, khi cơ thể ngươi đã ổn định, ta sẽ kê đơn thuốc khơi thông kinh mạch, dùng trong một thời gian, hẳn cũng có thể chữa khỏi. Nam nữ dù sao cũng có khác biệt, ngươi không tiện, ta cũng không tiện, ngươi thấy sao? Nhìn liễu gia dao, trong lòng các đông hút thực sự có chút e ngại. Ta đã chịu đủ việc không biết lúc nào sẽ đột nhiên bất tỉnh, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu ngươi chịu giúp ta châm cứu xoa bóp, thì hãy làm ngay hôm nay. Liễu gia giao khẽ trắng răng, ngẩng đầu lên dũng cảm nhìn các đông hút, không còn run rẩy cúi đầu như trước. Bác sĩ Cát, Liễu Tổng là người tốt. Nàng đã giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ ở vùng núi, để chúng có cơ hội được đi học. Vì điều này, ngươi không thể để bệnh tình của Liễu Tổng trễ nải thêm nữa. Huống hồ, y đức là tâm của cha mẹ, không có gì là tiện hay không. Cá nhân ta cũng rất tin tưởng vào phương pháp xoa bóp độc môn của ngươi, bác sĩ Cát đường giật viễn thấy các đông hút còn chút do dự liền nhìn liễu gia giao rồi mở miệng khuyên nhủ nếu đã như vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội rồi khi cả nữ nhân đều không kiên kỵ và đường giật viễn cũng đã nói như vậy các đông hút không còn lý do nào để từ chối đặc biệt khi nghe đường giật viễn nói đến việc liễu gia giao giúp đỡ nhiều trẻ em ở vùng núi các đông hút càng thêm kính trọng nàng không phải ngươi đắc tội gờ mắt e liêm mổ mà là ta nên cảm tạ ngươi Cảm ơn ngươi, bác sĩ cát." Liễu Gia Dao cúi người sâu để bái các Đông hút. Khi nàng cúi đầu, cổ áo hơi hé mở, lộ ra một vệt trắng mịn, khiến trong lòng thiếu niên các Đông hút dấy lên một cảm giác rung động, nhưng hắn cũng âm thầm cảm thấy khổ sở. Nhưng lời đã nói ra, hắn cũng không thể đổi ý, huống hồ, lời của Đường Dật Viễn cũng không sai, cách tốt nhất để chữa trị bệnh này chính là châm cứu và xoa bóp. Tuy nhiên, Phương pháp này đòi hỏi các đông hút phải tiêu hao một lượng lớn chân khí, vì cái gọi là phương pháp độc môn của hắn chính là sử dụng chân khí để thi châm và xoa bóp, nhằm hỗ trợ khơi thông kinh lạc. Chỉ là hắn không tiện nói ra rằng mình sử dụng chân khí. Ta chỗ này cũng có phòng riêng, liễu tổng, ngươi muốn ở đây để bác sĩ các châm cứu xoa bóp cho ngươi, hay muốn tìm nơi khác? Đường giật viễn thấy hai người đã đồng ý, liền mở miệng hỏi. Bác sĩ các, có thể mời ngươi đến nhà ta để châm cứu và xoa bóp cho ta không? Liễu Gia Giao không trả lời đường giật viễn mà hỏi ý các đông hút. Nhiều phụ nữ có bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là những người như Liễu Gia Giao, sinh ra trong gia đình giàu có. Khi cần cởi hết quần áo, nếu có thể lựa chọn, nàng tự nhiên hy vọng được thực hiện tại nhà, nơi mà nàng cảm thấy thoải mái và tự do hơn. Ta ở đâu cũng được, ngươi cảm thấy nơi nào giúp ngươi thoải mái thì chọn nơi đó. Các đông hút trả lời. Vậy thì đi nhà ta đi. Liễu gia giao đáp, rồi quay sang cảm ơn đường dật viễn, thực sự cảm ơn đường giáo sư, hôm nay không tiện, hôm nào ta sẽ đến nhà riêng để cảm ơn ngài. Liễu tổng khách khí quá, ta thực ra không giúp được gì, ngược lại còn làm hại ngươi chịu thêm khổ. Đường giật viễn đáp. Đường giáo sư, xin đừng nói vậy, bệnh này của ta vốn đã khó chữa. Liễu gia giao vội vàng nói đó là đối với chúng ta, nhưng với bác sĩ các thì không khó. Đường giật viễn tự dễu. Đường giáo sư, y thuật của ngươi vẫn rất giỏi. Chỉ là, thôi, ta để lại địa chỉ cho ngươi, sau này có chuyện gì ngươi có thể viết thư cho ta. Nhưng tốt nhất đừng đến tìm ta, vì ba mẹ ta còn muốn ta chăm chỉ học hành để thi vào trường đại học tốt. Các đông hút định khen đường giật viễn vài câu, nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ giả tạo, vì theo hắn, y thuật của đường giật viễn tối đa chỉ đạt tiêu chuẩn, nên hắn chỉ nói một nửa, rồi thẳng thắn cầm bút ghi địa chỉ trường học và lớp của mình cho đường giật viễn. Sáng sớm trên xe lửa, đường giật viễn từng muốn xin cách liên lạc với các đông hút nhưng không được, vì lúc đó các đông hút còn có chút cảnh giác và không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng bây giờ, sau khi nhận ra rằng y thuật của đường giật viễn dù không quá xuất sắc, nhưng con người hắn thật thà và tử tế, các đông hút quyết định để lại cách liên lạc nếu người khác biết suy nghĩ của các đông hút lúc này chắc chắn họ sẽ ngạc nhiên một thiếu niên dám ngầm chê bai y thuật của đường dật viễn thật sự là điều khó tin đường dật viễn không ngờ trước đây trên xe lửa hắn muốn xin cách liên lạc mà không được giờ lại thấy y thuật của các đông hút ngày càng thần kỳ càng không dám hy vọng xa vời nhưng bất ngờ khi các đông hút chủ động để lại cách liên lạc dù các đông hút nhắc nhở hắn đừng đến tìm mình nhưng việc có thể viết thư cho hắn cũng đủ để đường dật viễn cảm thấy vui mừng Điều này đồng nghĩa với việc các đông hút vẫn sẵn lòng giúp đỡ khi hắn gặp khó khăn. Đây là một niềm vui bất ngờ đối với đường giật viễn, hắn vội vàng nhận lấy tờ giấy có ghi cách liên lạc của các đông hút, cẩn thận cất đi, rồi nói, bác sĩ các, ngài yên tâm, nếu không phải bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. Ngay cả khi thật sự cần, ta cũng sẽ tìm ngài một cách kín đáo, tuyệt đối không làm phiền đến người khác. Lúc này, đường giật viễn một giáo sư chuyên gia có tuổi đã dùng kính ngữ để xưng hô với các đông hút điều này rất hiếm thấy ở giang nam bởi vì người phương nam thường ít sử dụng kính ngữ ngài thay vào đó thường dùng ngươi dù là với trưởng bối chỉ khi muốn thể hiện sự kính trọng người phương nam mới sử dụng ngài ví dụ khi muốn lấy lòng lãnh đạo hoặc khi giao tiếp với người phương bắc họ mới dùng kính ngữ ngài trên thực tế khi người phương nam dùng ngươi không có ý thiếu tôn trọng. Việc đường giật viễn sử dụng kính ngữ, ngài, lúc này rõ ràng thể hiện sự tôn kính đối với các đông hút, mong rằng trong tương lai khi gặp vấn đề khó khăn, hắn có thể tìm đến các đông hút để học hỏi. Vậy thì chắc chắn rồi. Ta hôm nay đã xin nghỉ để đến tỉnh thành, sáng sớm ngày mai phải về xương khê huyện để đi học, nên không thể trì hoãn nữa. Hôm nào có việc, chúng ta sẽ liên hệ qua thư tín. Các đông hút thấy đường giật viễn nói vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn, nói với đường giật viễn một câu, sau đó cùng liễu gia giao rời khỏi phòng mạch. Đường giật viễn vốn định tiễn hai người, nhưng bị các đông hút từ chối khéo. Đường giật viễn biết tính cách của các đông hút, nên cũng không kiên trì. Liễu gia giao và các đông hút cùng rời khỏi phòng khám chuyên gia, đi xuống lầu dưới. Dưới lầu là khu vực tiếp khách, trong đại sảnh có một nữ tử đứng với tư thế hiên ngang, tuổi tác gần tương đương với liễu gia giao. Khi thấy liễu gia giao bước xuống, nàng vội vàng đứng dậy, tiến lên đón tiếp. Liễu tổng, muốn đi rồi sao? Nữ tử tiến đến chào hỏi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn các đông hút vài lần, không hiểu tại sao thiếu niên ăn mặc quê mùa này lại đi cùng hắn chủ của nàng. Ừm. Đông hút, đây là tài xế của ta, Lý Mẫn. Lý Mẫn, đây là bằng hữu của ta, các đông hút, ngươi gọi hắn là các tiên sinh được rồi. Liễu gia giao gật đầu rồi giới thiệu. Đây là cách xưng hô mà hai người đã thỏa thuận ngầm sau khi rời khỏi phòng mạch chuyên gia. Cách xưng hô này chủ yếu để tránh gây quá nhiều sự chú ý, vì dù sao một thiếu niên 16 tuổi mà được gọi là bác sĩ thì rất dễ khiến người khác tò mò. Lý Mẫn nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng chuyển sang trạng thái không phản đối. Một thiếu niên 16, 17 tuổi mà được gọi là tiên sinh, dù sao, Lý Mẫn chỉ là tài xế, hắn chủ nói thế nào nàng làm theo thế đó, chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ không nói ra. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.